Xin chào mọi người, xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2024. Hiện giờ mình đang đứng trước căn townhouse của mình. Căn townhouse cho mướn. Người mướn hứa đã dọn ra vào ngày 3 tháng 4. Thì mình có gọi cho người mướn là khi nào ra cho mình biết. Nhưng anh ta hoàn toàn không trả lời phone. Và hôm nay mình qua mình check out cái nhà coi như thế nào. Đây là căn townhouse mình cho mướn. Thì hy vọng là anh ta đã dọn ra. Bây giờ mình hoàn toàn không biết bên trong như thế nào. Nếu mà anh ta không dọn ra mà anh ta vẫn đang ở thì coi như là mình gặp rất nhiều khó khăn. Còn nếu anh ta đã, mặc dù yên lặng, nhưng mà nếu anh ta đã ra thì coi như là cũng nhẹ gánh cho mình. Bây giờ mình mời mọi người đi vào bên trong với mình để coi anh ta đã dọn ra chưa. Căn nhà này trước đây mình có nói sơ sơ là lúc mình qua mình năn nỉ để lấy tiền nhà. Thì mình có quay bên đằng sau cho mọi người soi coi là đồ đạc tùm lum hết. Bây giờ mình đi vào bên trong. Tới giờ phút này tiền nhà tháng 3 anh cũng chưa trả. Mà nếu mà anh đi rồi mà anh không trả lời phone thì coi như là mình đã mất tháng tiền nhà. Cái cổng này không có khóa, lúc nào cũng mở. Cứng chút xíu thôi. Mình với người mướn nhà có một quy ước là mình khi nào mình qua mình cái việc mở cổng không sao hết. Nếu cần chuyện gì kiếm anh ta. Đây là căn townhouse 2 tầng, rộng 1.400 square feet. Mình cũng rất là hồi hộp, không biết là bên trong sao. Cửa lock rồi, không có ai ra mở cửa hết. Có cảm giác là anh ta đã đi rồi. Đồ đạc còn ê hề hết. Wow. Bình thường cái cửa này anh không có đóng. Anh để mở. Không có lock được. Ồ, mở rồi. Đồ đạc quá trời luôn. Không có nghe tiếng người bên trong. Anh ta đã đi rồi. Hello. À, tối thui. Nhà trống. Hello. Rồi, coi như anh ta đã đi rồi. Để mình quay tới đâu, mình mới phát hiện ra tới đó. Đồ đạc dọn hết rồi. Mình qua cửa còn quất. Check cơ cửa ra còn work hay không. Ok. Mọi thứ qua để hít được cũng còn ok. Có nhiều người họ ra họ bỏ đi họ phá nhà tùm lum hết. Mình coi coi có gì họ phá không. Tùm lum hết tivi.
Trong này còn đầy đủ hết. Đây là cái gầm cầu thang. Giờ mình đi lên trên. Nhà này họ ở, họ ra thì không thể mới được. Cũng may mắn là họ dọn sạch hết, chứ không mình phải dọn thêm nữa là rất là mệt. Nói chung mọi thứ cũng còn ok, chưa có phá nhà. Giờ mình vào closet cũng ok, chỉ một tí rác rưởi thôi. Cái này nó tao hao nhưng mà cái phòng dressing room nó cũng nice, cũng đẹp lắm. Hai chỗ đánh răng, có closet đựng đồ cũng rộng. Nhiều căn nhà house nhưng mà lại dressing room nhỏ hơn. Căn townhouse này có 2 phòng. Nhà cửa sổ nhìn xuống. Nhưng là closet này nọ còn đầy đủ. Dọn sạch rồi, không có phá phách gì hết. Rồi qua phòng mà thứ hai. Căn townhouse này chỉ có 2 phòng thôi, mặc dù 1400 square feet mà rất là rộng. Phòng nào cũng to, chỉ có 2 phòng. Này đúng ra nó xây được 3 phòng, nó xây có 2 phòng. Cái nhà đằng trước á, theo như hồi xưa mình ở mình biết là nó có 3 phòng. Thì mỗi nhà nó xây một kiểu. Nhưng mà 3 phòng thì nó có giá hơn. Đây là cái tủ này, khá nặng. Nếu mình không sử dụng mình phải mang nó đi. Coi cái này coi làm sao. Cũng còn ok. Nhà tắm cũng cũ. Cũng còn ok. Cần mình thay thôi. Nhà hậu nó không phá là được rồi. Sợ là phá. Nói chung là cũng không phải là trường hợp tệ nhất. Nhưng mà cũng khá là mất mát khá nhiều. Coi như là mất 1 tháng tiền nhà. Phải mất tiền clean up, dọn dẹp. Nếu mình muốn người mới mướn vào mướn, dọn dẹp mình nghĩ đoán bây giờ chắc cũng phải 600 tới 1000 để dọn dẹp tất cả những thứ đằng sau. Mất 1 tháng tiền nhà. Rồi dọn dẹp mất thêm gần 1000 nữa. Rồi tháng này cũng qua đầu tháng rồi. Muốn xong dọn dẹp, thời gian dọn dẹp cũng phải mất gần tháng nữa, là 2 tháng. Căn tao hao này mình đang cho ảnh mướn là 2400. Mà giá thị trường hiện giờ nếu mà sạch sẽ một chút thì giá thị trường ở Cali khu này thì cho mướn cũng phải 2800. Một căn nhà house bây giờ mướn cũng phải 3500 tới 3800. Thì căn townhouse này thuộc dạng rộng. Trên mướn cũng được 2800 nếu mà sạch sẽ, dọn dẹp sạch sẽ. Một số thứ cần thiết phải thay. Nói chung mình có một số mất mát, nhưng mà khi mình mở cửa vào mình thấy cái nhà trống là mình mừng rồi. Tại vì nếu mà ảnh không ra, người mướn nhà không ra mà ở lì thì mình phải đi qua quá trình eviction process. Thì tới khi mà đuổi anh ra được chắc cũng vài tháng. Mà anh ra rồi tháng nào mình mất tiền nhà tháng đó. Mất tiền văn phòng luật sư họ lo cái việc eviction để đuổi họ ra.
chưa kể trường hợp hồi hộp là có thể ảnh nhiều người họ ra họ họ phá chơi vậy đó, đâm lũng tường lũng liếc gì đó, đập gạch thì mình phải sửa thôi, mà mình cũng không làm được gì được họ. Cái lý do mình muốn quay cái video này để cho mọi người biết là những vấn nạn trong việc cho mướn nhà, để ai có nhà cho mướn hoặc là sẽ cho mướn thì phải cảnh giác. Thì trong video trước mình có nói về vấn đề housing, mình thấy cũng nhiều người để comment lắm, cũng đồng cảm lắm. Thì thật ra mướn nhà chỉ có một cách duy nhất theo mình, không cần biết mướn dạng nào, housing hay không housing, thì mình nên chọn một người potential tenant, tức là một người mướn nhà có uy tín, đáng tin cậy. Thì chỉ có một cách là mình phải chọn thôi, mình phải sàng lọc trước khi mướn. Thì những cách mà cái người property manager agent họ làm, thì nếu mình không muốn tốn tiền cho họ hàng tháng tiền phi thì mình tự làm lấy, thì nó cũng gồm một số bước, cũng không khó khăn lắm. Nhưng nếu mình làm như vậy thì mình sẽ có được một người mướn nhà tin tưởng, thì sau này mình không phải mình gặp ít trouble hơn. Thì trong một video tới mình sẽ làm video đó, mình cho mọi người hiểu cái cách như thế nào. Thì thật ra khi mình cho mướn căn thao hao này cách đây mười mấy năm rồi, cũng hơn 10 năm. Thì mình lúc đó mình mướn housing thì mình, như mình nói trong video trước á, mình cũng chẳng có check gì cả, mình nghĩ housing là ok. Thì mình cũng chẳng hiểu housing là gì. Thì sau này mình mới hiểu là housing thì có hai trường hợp, nếu mà có con thì con nó lớn lên thì họ hết housing. Thì họ trở thành một người mướn nhà bình thường. Mới nhà bình thường thì mọi người cũng biết rồi, là khi mà không có housing thì họ phải trả tiền túi họ ra. Nếu mà họ có công việc bấp bênh thì mình phải gánh chịu hậu quả. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hy vọng video này cho những ai sắp cho mướn nhà có một cái nhìn khá hơn, khôn ngoan hơn khi chọn người tenant và những điều mình nên cảnh giác. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin hẹn lại những video tới. Xin chào mọi người. Bản thân mình cũng rất là happy khi anh ta đã dọn ra rồi. Xin chào mọi người.